Cộng đồng tình báo Mỹ tranh cãi về nguồn gốc Covid. Các nhà khoa học và các cơ quan tình báo Mỹ đã cố gắng xác định nguồn gốc của virus Corona nhưng khó có bằng chứng thuyết phục và thậm chí quan điểm của các cơ quan tình báo Mỹ cũng bị chia rẽ. Thông tin điều tra mới đã khiến bộ năng lượng kết luận rằng một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm tình cờ ở Trung Quốc rất có thể đã gây ra đại dịch, mặc dù các cơ quan tình báo và gián điệp Hoa Kỳ vẫn chia rẽ về nguồn gốc của Covid cộng đồng tình báo Mỹ đã nói gì? Vào tháng 5 năm 2021, vài tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo quốc gia tiến hành cuộc điều tra kéo dài 90 ngày về nguyên nhân gây ra đại dịch. Kết quả của cuộc đánh giá đó được công bố vào tháng 8 năm 2021 và tái khẳng định những gì các cơ quan đã nói trước đó. Cả lý thuyết, nguồn gốc tự nhiên và lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm đều hợp lý. Trong một tuyên bố vào thời điểm đó, Ông Biden kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn về nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của virus ở nước này vào cuối năm 2019. Kết luận mới của Bộ Năng lượng Mỹ dựa trên thông tin tình báo không được công khai, vì vậy rất khó để biết điều gì đã gây ra xu hướng thay đổi quan điểm. Nhưng việc Bộ Năng lượng Mỹ sử dụng cụm từ độ tin cậy thấp cho thấy mức độ chắc chắn của nó không cao tuy nhiên fbi đã kết luận với độ tin cậy vừa phải rằng virus này vô tình xuất hiện từ phòng thí nghiệm bốn cơ quan tình báo khác và hội đồng tình báo quốc gia đã kết luận với độ tin cậy thấp rằng virus rất có thể xuất hiện thông qua quá trình lây truyền tự nhiên còn cia cơ quan gián điệp hàng đầu của quốc gia đã không đưa ra quan điểm và vẫn chưa quyết định quốc hội mỹ đang làm gì để giải quyết vấn đề các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang cố gắng điều tra nguồn gốc của đại dịch và thu thập bằng chứng có thể làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra nó, bao gồm cả việc liệu Trung Quốc có che giấu sự thật về đợt bùng phát ban đầu hay không và tiền thuế của Mỹ có thể đã tài trợ cho nghiên cứu nào ở Vũ Hán hay không. Giờ đây, các đảng viên Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát Hạ viện, công việc điều tra đó đang leo thang trong một số ủy ban, bao gồm ủy ban tình báo, ủy ban năng lượng và thương mại và tiểu bang về đại dịch coronavirus. Một phát ngôn viên cho biết tiểu bang sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên về câu hỏi nguồn gốc đại dịch vào ngày 8 tháng 3 năm 2023. Kết luận điều tra của Bộ Năng lượng Mỹ với độ tin cậy thấp rằng một vụ rò rỉ ngẫu nhiên trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc rất có thể đã gây ra đại dịch virus corona đã đặt ra câu hỏi mới về nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Và liệu virus có phải là trung tâm của cuộc khủng hoảng đó hay không và bằng cách nào đó lại liên quan với nghiên cứu khoa học. Các nhà khoa học và cơ quan tình báo Mỹ đã cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi đó nhưng khó có bằng chứng thuyết phục. Các cơ quan tình báo của quốc gia cũng bị chia rẽ và không ai trong số các cơ quan này thay đổi quan điểm của mình trước đó sau khi xem bản kết luận của Bộ năng lượng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu về di truyền học của virus và các kiểu lây lan của virus cho biết nguyên nhân rất có thể là virus đã lây truyền từ động vật có vú sống sang người, một hiện tượng khoa học gọi là lây lan từ động vật sang người. Tại chợ bán buôn hải sản Hoa Nam tại Vũ Hán, Trung Quốc, thành phố xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào cuối năm 2019. Nhưng các nhà khoa học khác nói rằng có bằng chứng mặc dù chỉ là tình huống rằng virus đến từ một phòng thí nghiệm có thể là viện virus học vũ hán nơi có chuyên môn sâu trong việc nghiên cứu virus corona tai nạn phòng thí nghiệm xảy ra vào năm 2014 sau các vụ tai nạn liên quan đến cúng gia cầm và bệnh thang trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đã thắt chặt các biện pháp an toàn sinh học cuộc tranh luận mang tính chính trị Giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm đã thu hút được sự quan tâm của các đảng viên Cộng hòa vào mùa xuân năm 2020, sau khi Tổng thống Donald Trump, người đã sử dụng các thuật ngữ kích động để đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch, đã bám lấy ý tưởng này. Nhiều đảng viên đảng Dân Chủ đã không bị thuyết phục bởi giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm. Một số nói rằng họ tin vào lời giải thích về nguyên nhân tự nhiên, và những người khác nói rằng có thể không bao giờ có đủ dữ liệu để đưa ra kết luận. Những phát hiện mới đây của Bộ năng lượng Mỹ đã thúc đẩy các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, những người đang điều tra nguồn gốc của đại dịch. Nhưng ngoài vấn đề chính trị, các chuyên gia nói rằng hiểu được nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đã giết chết gần 7 triệu người có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu cách ngăn chặn cuộc khủng hoảng tiếp theo. Còn đây là những gì chúng ta biết và không biết về nguồn gốc của virus Corona. Tại sao khó biết chắc đại dịch bắt đầu như thế nào? thường rất khó để tìm ra nguồn gốc của virus nhưng trung quốc đã làm cho vấn đề đó trở nên phức tạp hơn bằng cách khiến việc thu thập dữ liệu trở nên rất khó khăn và thời điểm các nhà nghiên cứu trung quốc đến lấy mẫu từ chợ hoa nam cảnh sát đã đóng cửa và khử trùng chợ vì một số người có liên quan đến chợ này đã mắc bệnh mà sau này được gọi là covid không có động vật nào của cái chợ mua bán động vật sống này bị bỏ lại một số nhà khoa học cũng cho rằng trung quốc đã cung cấp một bức tranh không đầy đủ về các ca nhiễm covid giai đoạn đầu vậy các nhà khoa học đã làm gì để điều tra các chuyên gia đã cố gắng khắc phục các lỗ hổng trong dữ liệu các nhà khoa học đã kiểm tra các trường hợp bệnh nhân nhập viện trước khi có lời kêu gọi các bác sĩ tìm kiếm mối quan hệ với các chợ mua bán họ cũng đã lập bản đồ vị trí của các trường hợp nhiễm covid sớm ở vũ hán bao gồm cả những người ban đầu có liên quan đến khu chợ và những người không liên quan và nhận thấy những gì họ nói là dấu hiệu cho thấy virus bắt đầu lây lan tại khu chợ một số nhà khoa học đó đã nghiên cứu bản đồ nơi các nhà điều tra tìm thấy virus ở chợ Hoa Nam, bao gồm tường, sàn nhà và các bề mặt khác và phát hiện ra rằng những mẫu đó tập trung tại một khu vực chợ bán động vật sống. Và các phân tích di truyền riêng biệt từ giai đoạn đầu của đại dịch, một số nhà khoa học cho biết, cho thấy rằng virus đã lây lan sang những người làm việc hoặc mua sắm ở chợ vào hai dịp riêng biệt. Các nhà khoa học khác đã tranh luận rằng các nghiên cứu như vậy có thể chỉ ra nguồn gốc từ chợ mua bán với độ tin cậy cao. Ví dụ, họ đã nói rằng bằng chứng về hai sự lây lan riêng biệt tại chợ cũng có thể là bằng chứng về việc virus đang tiến hóa khi nó lây lan từ người sang người. Một số người cũng lập luận rằng, đối với tất cả sự chú ý dành cho Viện Virus Học Vũ Hán thì vẫn chưa hợp lý vì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Vũ Hán còn gần chợ Hoa Nam hơn nhiều. Tại sao có một số người nghi ngờ rò rỉ phòng thí nghiệm? Vào tháng 10, các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Y tế Thượng viện đã công bố một phân tích về nguồn gốc của đại dịch, lập luận rằng đó rất có thể là kết quả của một sự cố liên quan đến nghiên cứu, đồng thời thừa nhận rằng kết luận không nhằm mục đích cáo buộc. Báo cáo nêu bật những gì mà các tác giả của nó mô tả là lộ hổng trong lý thuyết nguồn gốc tự nhiên, cũng như các vấn đề an toàn sinh học dài dẳng tại Viện Virus Học Vũ Hán, Tuy nhiên, báo cáo chủ yếu dựa vào bằng chứng công khai hiện có thay vì thông tin mới hoặc thông tin mật và không đưa ra bằng chứng cho thấy Viện Vũ Hán đã lưu trữ bất kỳ loại virus nào trong bộ lưu trữ của mình để có thể trở thành virus gây ra Covid-19. Báo cáo cho biết, giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm được củng cố bởi không có bất kỳ bằng chứng nào được công bố cho thấy SARS-CoV-2, virus gây ra Covid-19 đã lưu hành ở động vật trước đại dịch. Các mẫu virus được thu thập trên tủ lạnh, mặt bàn và các bề mặt khác tại chợ Hoa Nam giống về mặt di truyền với các mẫu của con người, cho thấy virus do con người thải ra chứ không phải động vật. Nhưng một số chuyên gia cho biết, việc không thể tìm thấy động vật bị nhiễm bệnh không chứng minh được điều gì, bởi vì Trung Quốc đã đóng cửa chợ và giết tất cả các động vật của nó trước khi chúng có thể được xét nghiệm. Vào năm 2018, trước đại dịch, Viện Vũ Hán và các đối tác của nó, bao gồm Eco Health Allegiance, một nhóm nghiên cứu được tài trợ bởi Hoa Kỳ, đã tìm kiếm nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ để thu thập và thử nghiệm các loại coronavirus có đặc điểm mới khiến chúng có khả năng cao lây truyền sang người. Dự án của nhóm nghiên cứu này không bao giờ được tài trợ, nhưng báo cáo đã chỉ ra đề xuất đó, lưu ý rằng virus gây ra COVID-19 có những đặc điểm tương tự như những gì các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm. Điều đó đã thuyết phục một số nhà khoa học rằng có thể xảy ra rò rỉ phòng thí nghiệm. Báo cáo của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện phỏng đoán rằng virus có thể đã lọt ra ngoài, có lẽ bằng cách lây nhiễm cho một nhà nghiên cứu, người sau đó đã mang virus ra ngoài phòng thí nghiệm. Viện Y tế Quốc gia đã trả tiền cho một số công việc của EcoHealth Alliance ở Vũ Hán, nhưng các quan chức của Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã nhiều lần nói rằng các loại virus đang được nghiên cứu bằng tiền đóng thuế của Mỹ không có điểm tương đồng về mặt di truyền với các loại gây ra COVID-19. Nhưng Tiến sĩ Lawrence A. Staback, quyền giám đốc của Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã thừa nhận trong một phiên điều trần trước quốc hội gần đây rằng ông không biết Viện Vũ Hán đang làm những công việc gì khác. thank you